Ok, và rất xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip cho các bạn chơi map bắt cua siêu bắt cua Sammy. Quá dễ luôn. Không dễ cho lắm. Tao mới cái đi rồi, cái đó đi rồi. What the fucking. Thằng kia đang đứng im để chuẩn bị bật hack. Ok, anh em hôm nay mình sẽ chơi là bắt cua liên tục mà không dừng lại luôn nha anh em. Level 3 fucking. Hui. Quá dễ. Mấy bọn này nó chơi đều, phải đi liên tục nó mới khó. Xoay, tuyệt vời luôn. Cái này chỉ cần nhảy qua thôi. Có gì đâu. Có gì đâu. Quá là dễ dàng. Các bạn lúc khi xây cái này thì các bạn phải xây xa và thì người ta mới đồng ý. Người ta mới đồng ý không bắt cua. Nếu mà các bạn xây như cái mâm này thì hơi dễ, nhưng mà hơi dễ. Ui what the fuck, chúng ta bị chết rồi bác, tại bác. Nếu mà các bạn thích bắt cua hơn thì các bạn nhấn phím 1, nếu mà các bạn thích giải mã hơn thì nhấn phím 2 nhé. Ok rồi. Ui, dí chết. Anh em cần gì? Yes! Level tạm. Ok, level tạm thì hơi bị dễ. Hồi xưa mình bắt cua giỏi lắm anh ạ. Hồi xưa 4 block mình còn bắt cua được, nhưng mà bây giờ chỉ 3 thôi. Tại vì lâu mình lúc đấy ông mình tải lại mini cua nên là mình không tải lại mini cua, nên là 1 năm sau mình tải lại là mất cái 4 bắt cua 4 block anh em ạ. Đang bắt cua hay tự nhiên ông mình lại xóa đi cay thế nhờ. Hứ. Ok. Ơi, what the fucking. Mình ghét nhất là đến đoạn cưới quấy là nó bị rơi. Cay thế nhờ. Hứ. Đến đoạn cuối rồi còn rơi thì xui thật đấy. Xui hơn cả xui. Không. Xui không tưởng. Ok, quá dễ rồi. Chưa gì là level 6 rồi. Có 50 level anh em ạ. Mà mình phải vượt qua 50 level. Tại vì muốn vượt qua, mình đã đăng ký cho Sammy, nên là mình phải bắt cuộc làm trách nhiệm cho Sammy, đó chính là đăng ký. Hay là mình phải bắt cua trách nhiệm. Trách nhiệm của một người trẻ nhỏ. Còn ông Kenny. Ôi. Ôi da. Quay về. What the fuck. Quá dễ dàng, chỉ cần nhảy thôi là được anh em ạ. Quá dễ. Chứ gì nó level 20. Chắc thằng nào cũng không qua được mắt của mình đâu. Có thằng ở kia kìa. Thế mà vẫn chưa qua level 3, level 4, level 5. Và mình đã qua đến level 21. Giờ mình đến 2, 2, 2, à, đây 21. Quá dễ dàng.
quá dễ dàng, quá dễ dàng. Móc cua Sammy thì Sammy cũng hơi bắt cua cười nên là phải sao chủ map nó cho cái dễ như thế này thì mình có thể bắt cua được bao nhiêu cũng được, nhưng mà lâu quá thì hơi bị ơi. Ok, quá dễ sợ rằng sắp nghỉ kênh nhựa ha. Ronaldo sư. Cút chạp ăn cút lại. Cái đó cậu cho mơ thỏa bộ cụ sư. Anh em đến level băng và rất là trơn. Trơn hơn cả trơn anh em ạ. Trơn hơn cả băng thật. Mình đang lạnh đến nỗi mà đóng. Ok chúng ta stop it right here. Dễ mà, chỉ cần ấn ship là được. Như kiểu cái level vừa lúc nãy đây. Dễ mà cái thằng này bây giờ. Ơ sao mày lại nhảy lại? Sao mày bị ảo à? Sao mày bị trí óc quên à? Ơ hình như mình chưa hồi sinh. Vãi hồ à? Nhìn nó nhảy. Quá là xui xẻo. Xui hơn cả xui, xui không tưởng. Tưởng không xui. Nhưng mà xui không tưởng. Anh em ngồi bàn ghế đi. Thử thách. Ok. Thử thách. Ok. Let's go. Không chạm vào mặt đất. Không được chạm vào mặt đất. Hắn là bị chạm vào cây thế nhở. Cái này thì nó chạm vào tàn hình ở dưới nên là bấm xít là không bao giờ rơi. Nhưng mà nếu mà có cái nhảy thì các bạn phải chú ý. Có cái mà không có bờ lốc ấy thì các bạn phải chú ý cái đấy là phải nhảy ấy anh em. Giờ không biết map bắt cua siêu khó của Khoa Gaming YouTube sao rồi. Giờ mình cũng làm một cái bắt cua siêu khó nữa mình review xong lại. Rồi xong rồi. Hay là mình siêu xong nhỉ? Quên. À xong rồi, xong rồi. Ok. Cuộc đời của tôi chỉ đến đây đúng không? Ồ mày quá. Mày có trời luôn. Ơ, đâu? Hình như đờ. Hình như chủ map đờ. Chủ map đờ. Hình như không phải đơ mà là kiểu gì ấy. Không bấm ở đây được. Ơ à, sao cứ bị rơi ở cái level 36 này nhỉ? Anh em sắp được rồi. Hơi khó nghe.
Ok rồi. Ôi! Cái gì? Chá! Quá khó luôn, không có ổ bánh mì hay là gì. Đấy, thế mới gọi là khó. Hui! 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 Yes! Level 37. Thì hơi dễ. Ờ, dễ thật. Nó thế thôi. Vẫn dễ mà. Dễ quá. Quá là dễ luôn. Quá là dễ. Những cái level này là non với mình rồi. Những cái... Có gì đâu. Có gì đâu. Có gì nhỉ? Oh shit. Không có gì nhỉ? Ui, chết chết. Hết gì? Chết gì? Lên đi đàn. Ôi giời. Đêm nuôi em vì bản băng. Cái gì anh em? Linh 1, 2, 3. Rồi Linh vào đấy là cái lúc mình đến level 43 rồi. Bắt đầu 43 rồi. Chắc chắn là nó không thể theo đuổi được mình đấy. Nhưng mà mình chưa chắc chắn chắc lắm. Sắp được rồi. Anh em cố lên, 50 level đấy. Ok. Giờ mới 11 phút ha. Xui, xui, 45, còn 5 level nữa thôi. Mình đang hối hận lắm rồi đấy. Tay trơn quá. Tay trơn. Tay trơn. Tay trơn. Xong được. Đang hồi hộp lắm rồi đây. Lần đầu tiên trong đời mình có thể phá kỷ lục. Ok. Ok. That's yet a ways. What's the way? What's the way? No. Yes, yes. And all up. Lấy đa, lấy đa. Úi dồi ôi, chết chết. Ui, chết thì chết. Linh ơi là Linh, Linh ăn cờ. Ơ, yeah. Yes. Anh em ơi, mình đã thắng được rồi. Yes. Chụp một cái tấm ảnh. Chụp ở đâu nhỉ? Chụp ở đâu đấy nhé? Ôi, hình như không có chủ. Cuối cùng mình cũng đã. À, mình nhớ rồi. Ở cái chế độ sáng tạo thì có một cái sửa ở cái thanh máu ấy. Mình đã thắng rồi. Anh em cũng ăn sao thôi. 1, 2, 3. 14 phút. Nhưng mà hóa ra là 13 phút, tại vì mình đã giới thiệu lên là